xem trọn vẹn chương trình YouTube Music Night lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam trên kênh YouTube V Talent. Đi nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Sao mày lại ăn ba quả xoài nhanh nhỉ? Ủa là khoảng bà học xong rồi hả? Đúng rồi, ba trái xoài thì tính ra người gói trái chứ mấy. Còn nhưng mà mình ăn, mình là người mấy chục trái này. Cái cây này nó bén và nó nguy hiểm lắm nha. Cho nên mình sẽ cắt như vậy nè. Đó, này nha. Coi chừng đội kia ăn cắp đem về nha. Chắc theo bó như vậy cho dễ. Có bà nào miền Tây không ta? Có nhiều lắm. Người ta mình đang ở Tiền Giang nhưng mà người ta nói là Cần Thơ. Ủa, gạo trắng về miền Tây đó nhưng mà rồi, rồi. Ai đi đến đó cái đó là chị ngâm thơ lòng không muốn về. À ê, còn khoan, cái mẹ giờ làm sao vậy? Ủa giờ làm sao vậy? Ủa chạy lên đổi gì nữa hả? Cái mẹ chạy lên đổi đi. Tận ơn bơ lúa lên. Ê, đừng có để gì như rồi rồi vậy khó gom lắm. Nhanh lên. Ôi, anh Lực Điền. Anh trai Lực Điền. Trời ơi. Thôi thôi, như vậy, rớt hết. Ổn lắm, đi. Cầm nhóm nhỏ này. Đi, người ta lo cho. Sao đâu? Sao đâu á? Rồi đi có nhanh lên được không? Đi chưa cái thằng này? Ba mẹ đây là gặt lúa ra khó khăn rồi. Ba mẹ đã cực khổ rồi. Trời ơi, người ta là bị chấn thương mà. Nhớ đó. Nếu mình chửi mất thời gian lắm á, hay là mình đi đi. Giờ mình ăn mình nuốt hộp cho nó lẹ được không? Trời ơi. Trong khi mình có mọc cây xung xung bên đầu, hồi xưa mẹ em dọa em thiệt đó. Ừ. Tôi nhỏ là không bị dọa hết đó nhờ. Ừ. Để một cái mẹ thì thôi mà ai đi kêu ăn hết cái mẹ. Không có đâu chương trình này. Cái gì nó không dám làm. Rồi đi. Bên này với bên đây đâu được đúng không? Cắt ở đâu? Ở anh Lan cắt ở thân nó hay cắt ở ít dễ? Đây này, coi nhìn anh nè. Đâu? Lấy tay vợ. Cắt vợ ở cái hướng nào của cái liềm ấy? Như này à? Em thử tay nào? Em thử tay phải. Tay phải, từ phải đưa qua. Nè, đúng cái tay phải. Này, đúng cái tay. Dạ. Để vô, kéo một phát. Ồ. Hiểu chưa? Rồi. Không phải, em bị ấy rồi. Em bị cái này nè. Nè, để vô đây. Đúng chưa? Cái này để vô đây. Nhưng mà tay anh lực mạnh. À, phải dùng cái đầu này. Đúng rồi. Ồ. Thạch Ngọc chờ ban đừng lãng phí nha mọi người. Anh ơi, bao nhiêu đã gom về được chưa anh? Chưa, cứ cắt đi. 60 kg là nó nhiều lắm. 60 kg hạt thóc thì nó cũng không phải là lỡ đâu, nhiều đó. Này cũng biết chứ. Khó mẹ quá. Dạ ơi. Dạ ơi. Dạ, đếm như trái rồi dạ ơi. Dạ, đếm như trái rồi dạ ơi.
Để anh qua cái để cho anh leo lên cái mấy đứa. Leo lên trên đúng không? Anh thảy xuống không? Đúng rồi. Rồi leo lên luôn, leo lên. Vậy em bơi cặp mé sông nha mọi người. Không thấy cứ thảy xuống sông nha. Ôi da. Được rồi, vô đi. Em kéo cho anh rồi, em kéo cho anh rồi. Để qua đây cầm này, qua đây cầm này. Ôi. Em dị cái lá này lại để cho anh lăn lên á. À, sao nó lúng quá vậy? Đi đi xuống đi. Đi lên đường này đi. Lên đây nè, mình lên đây nè. Lên bờ đi Lâm ơi. Ở dưới đây nha, cứ thảy xuống nhưng mà đừng thảy vô đầu em là được rồi. Làm nhanh nha em nha, đừng có điệu nha. Làm nhanh nha em nha, đừng có điệu nha. Ổn không Ngân ơi? Ổn. Làm những thoát nha anh em ơi. Nhiều nha chị ơi, nhiều nha. Ráng hốt hết nha. Ồ, cái này ngon quá. Ngân ơi. Ơi. Vợ chồng. Té rồi, vợ tôi té rồi. Ê, Jin không đập như vậy. Ê, Jin không đập như vậy, đập từng nhóm. Từng nhóm. Bỏ xuống đất. Ra. Sao không nói sớm? Trời ơi, có ai biết không đập luôn mình ơi. Lát nữa mày về nè, ba mẹ nào quát cho mày mình nè. Có thằng con trai rồi mà lỏng làm được cái gì hết á. Bây giờ đập như vậy đúng chưa? Bây giờ đập như vậy đúng chưa? Chỉ có cái lửa hái cho an toàn cái đó. Bữa nay cha mẹ nhờ con ra đây phụ cha mẹ đây gặt lúa mà mày làm vậy chết rồi. Chết mùa lúa của ông bà rồi con ơi. Có tập tạ đúng không? Ừ. Dùng hết sức mình xin. Đập. Giao đi ra ngoài uổng. Không có giao. Nó vậy á. Nó phải vậy á. Ủa vậy hả? Thôi vậy đây làm cho. Để về mọi người đi ra gặt tiếp đi. Vậy đây. Là mình tính thành quả trong đây hả? Ê, nhẹ nhẹ thôi. Ủa nãy chưa đập mạnh. Ê, nhẹ nhẹ thôi. Ủa nãy chưa đập mạnh. Không, mạnh nhưng mà cũng vừa phải. Nó văng. Nè, mạnh theo cái mức độ của chị nè. Để nó văng ra ngoài hết, uổng lắm. Nhìn đi, cái chỗ nó teo héo à. Vậy thôi, đứng vậy em gom đi, em gom từ ngủ đi. Em đưa mọi người đi. Em gom từ ngủ đi. Đưa chị đấy. Ê, thôi em ở không đi, em rảnh em ở không, em đứng đó đi. Để chị làm cho. Đi gặt thêm đi. Gặt đi. Go. Nóng quá. Tất nhiên rồi anh Kim. Sao mọi người gạt nhiều quá vậy? Ê, người ta ba người là ba bó đó, mình là ba người có hai bó thôi. Đây là người có kinh nghiệm. Hay vậy? Xòe ra. Đập xuống. Xoay lại. À, thế em sẽ ôi tôi đăng, thế để em là người thu hoạch nha. Anh ơi, anh đập từ từ nó rớt hết ra ngoài rồi. Em đập cái đi anh. Rồi xong tới Bích Phương đi thì mình đi đập tiếp đi anh. Tính ra mình có một hạt cơm mình ăn á. Nó cực lắm á. Cho em đập thử được không? Chị Bố ơi. Ơi. Nhìn nè. Hết bội thu chưa? Ê, sao thảy vô trong cái đống đập rồi. Ủa là làm sao? Cái đống đập rồi mà. Yeah.
Không nói sao anh mà biết? Ừ, sao biết mà nói? Mệt quá. Đây bây giờ mình lại gom. Ủa sao nãy giờ em không đáp? Ủa sao nãy giờ em không đáp? Em đập mà, em đập không dừng lại luôn á. Ơi, có các anh chị quay phim làm chứng nhưng mà em đập kỹ. Em đập mà nhưng mà trời ơi là trời, còn một đống đây nè. Hay mình đập nốt thôi. Thôi mới lấy về, cái này em mới lấy về. Lấy đi chưa ăn, chị mắng anh ăn thôi. Cái này mới lấy về, em cảm ơn bác đỡ cho tôi bị anh lăng mà. Dơi. Ôi ơi. Nồng ơi. Nồng ơi. Cái lụm 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 ở dưới lên đó, lụm ở dưới lên anh. Nồng ơi. Đếm bao nhiêu trái vậy? Đếm bao nhiêu trái vậy? Mấy trái nào mà nửa trái trở lên nó màu vàng rồi mới tính nha anh Hùng. Ok. Bên này nè, bên này nhiều lắm, bên này còn nhiều lắm. Đưa cây chanh. Còn 2 phút. Lùi lại, lùi lại. Rồi, được rồi, Nan ơi. Nan ơi, phụ đi, đủ rồi đó. Đủ rồi. Quay về đi em. Anh đi về, em chèo về, tụi anh đi về á. Anh chèo vô cho leo vô anh. Giúp bộ về đi. Mệt thiệt nha. Mệt cho em chứ, trời nắng như vậy mà đi làm nông mà không mệt thì gì mệt. Không mệt anh, vui anh ơi. Em vui cho anh mệt quá. Đó, đi ra tiệm ăn dĩa cơm, ba má ăn nấu một chén cơm, che ngon che dở. Bây giờ đi gặt lúa đi, nửa tháng hồ được có mấy ký thóc. Mua ca con sáng mắt ra chưa? Không hứa, từ đây ăn cơm con sẽ nhét cái chén cho sạch. Đúng vậy, không để cơm thừa nữa. Bác Tài ơi, hết chưa? Lấy một ít về cho tôi đập đi. Ok, đúng rồi. Hết rồi, ôm về cho. Đem ra em lấy về cho. Anh không có muốn cà phê em đâu, bình lạnh nhưng mà em nhìn bó lúa của anh nè. Rồi, anh lớn em đi. Đúng rồi, anh lớn anh nhiều nhất rồi. Có 10 cây kem, anh ăn 7 cây, em ăn 3 cây được chưa? À, anh ơi, đừng có học đòi nè, thói của anh Dương Lâm nha. Chết rồi, anh bị làm hư rồi. Đúng rồi, anh hư hết cả người anh rồi đó. Đây đây ạ. Đúng rồi, tôi cảm ơn bác. Bác nghỉ ngơi tí đi. Không hả? Tôi đau đớn.
trăm nữa. Quay múa múa rồi, quất thôi. Quất rồi. Đó là bác hốt rồi, bác Thiên. Hỏi đây bác ơi. Nào cô gái ngư dân. Ngư dân đi tìm lùa. Ê, đừng. Vô đó, vô, tách lại. Một đống đó làm sao mà đập hết. Trời ơi, trong dài em nhiều lắm mọi người. Cá thôi chứ phải lúa không? Lúa nó gớp vô quá. Hết rồi, gớp gió thành bão. Con mình là hết rồi. Còn, mình hốt ở dưới của mình cho hết đi nè. Ê, đồ. Trời ơi, trời đơn giản vậy nè. Ủa em tưởng ai em đã hiểu đồ của anh. Hiểu đâu mà hiểu. Không phải thế à? Ai đâu biết? Đâu đưa cái này vô. Đây. À, đây anh thật sự hiểu ý đồ của anh rồi. Đừng đi bác. Bác vé xuống đi. Nè. Ê. Trời ơi, nó đầy đạn lắm luôn á. 10,5 kg. Wow. Lên. Bên kia tôi đoán là được 8 kg. Cá nữa. 10 kg luôn. Chưa tới 10 kg. Ê, 10 kg nè. Chưa tới 10 kg. Tài là. 9,8. Yeah. Rất tiếc, ở thử thách này hai đội không thu hoạch đủ số ký thóc yêu cầu. Tuy nhiên là chúng tôi cũng xin được chúc mừng đội Rực Rỡ với số thóc mang về nhiều hơn. Các bạn đã giành được 1 điểm Rực Rỡ. Yeah. Chứ là đội thường em cũng cố gắng hết sức rồi. Và đây là một cái trải nghiệm thật sự là đầu tiên trong đời ha. Đầu tiên trong đời. Hồi nãy trong lớp chúng tôi cắt lúa, chúng tôi đã có những bài học về tình yêu thương với hạt gạo. Lúa. Tôi sẽ không ăn cơm bỏ mứa nữa. Vì tình yêu thương với mẹ cha nữa đúng không anh? Em thương quá, em thương gia đình em quá. Nhà anh cũng làm nông dân. Ủa gì vậy? Chồng họ em là nhà nông hết á. Mà em chưa bao giờ cắt hạt lúa nữa đó. Ngày xưa thì mình gặp người nông dân nó dạ cảm ơn chú làm cho con hạt gạo lúa. Chứ đâu biết sự cay đắng trong hạt gạo luôn. Còn cảm ơn Xuân không? Đúng rồi. Tụi em phải trải nghiệm những hành trình, tái hiện lại một vài cái hình ảnh nào đó đẹp, hoặc là có thể chưa đẹp nhưng có thông điệp rõ ràng, để quý vị có thể cảm nhận qua màn ảnh nhỏ bằng một cách rực rỡ nhất để mang lại giá trị cho bản thân. Cảm ơn quý vị đã luôn theo dõi chương trình Hành Trình Rực Rỡ Tương Lai Việt Nam. Yeah.